Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỷ Phương, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị về thực trạng giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế trong điều kiện bình thường mới gắn với phong trọng và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đặt vấn đề tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phan Quỷ Phương cho biết dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 2,22%, là mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch dịch vụ chịu tác động nặng nề, tăng trưởng âm um 0,55%. Doanh thu du lịch giảm 66% so với cùng kỳ năm 2019, thiệt hại về doanh thu du lịch ước khoảng 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Covid-19 cũng gây tác động đến hầu như tất cả các lĩnh vực khác. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, hơn 4.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng doanh thu, các ngành hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, một số đơn hàng giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng cao, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong hội nghị này, Phó Chủ tịch mong muốn cùng các ngành doanh nghiệp tìm phương án thảo gỡ cho những khó khăn đó để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phong chống kiểm soát tục dịch bệnh, vừa tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi phát triển doanh nghiệp. Tại hội nghị, các sở ngành, các doanh nghiệp cũng đã có nhiều báo cáo tham luận và đề xuất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề phục hồi kinh tế trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện phương thức thương mại điện tử để phù hợp với thời kỳ bình thường mới